Lạm phát cả năm vừa được Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia dự báo ở mức từ 3 đến 4% nếu như không có biến động lớn về giá của mặt hàng cơ bản. Trong tháng 9 vừa qua, lạm phát cả nước giảm xuống còn 3,12% so với cùng kỳ năm ngoái và hiện vẫn trong xu hướng giảm. Điều này sẽ giúp giảm mặt bằng lãi suất. Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia đã đưa ra đề xuất cung cấp vốn lãi suất thấp cho các ngân hàng nhằm giảm lãi suất cho vay, đồng thời kiến nghị nghiên cứu sử dụng nguồn lực tài chính của nhà nước để thu mua nợ xấu, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ. Bên cạnh cải cách thủ tục hành chính, việc đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước cũng sẽ giúp ổn định lạm phát.